Nhận định bóng đá Malaysia vs Thái Lan, 19h30 phút ngày 7 tháng 1, hổ Malaysia có vồ được voi chiến. Cuộc đối đầu giữa Malaysia vs Thái Lan được ví như trận chiến giữa hổ Malaysia, biệt danh của tuyển Malaysia, và voi chiến, biệt danh của tuyển Thái Lan. Thông tin lực lượng Malaysia vs Thái Lan. Bị thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp đội tuyển Việt Nam nên hậu vệ Azam Ami của Malaysia sẽ bị treo giò 2 trận. Vì thế, huấn luyện viên Kim Pang-gon sẽ tiếp tục không có sự phục vụ của cầu thủ trụ cột này trong trận bán kết lượt đi với Thái Lan. Tương tự, Thái Lan cũng mất nốt Sanrat Demitit trong chuyến làm khách trên sân Malaysia. Tiền vệ 33 tuổi này dính thẻ đỏ trong trận hòa 1-1 với Indonesia. Dù mất hai cầu thủ chính nhưng xem ra, Malaysia và Indonesia cũng không quá lo lắng khi các cầu thủ thay thế đã chơi tốt trong trận đấu vừa qua. Ngoài hai sự vắng mặt trên, Malaysia và Thái Lan đều bảo toàn được lực lượng tốt nhất. Đội hình dự kiến Malaysia vs Thái Lan. Malaysia: Hami, Dominic Tan, Ruven Thiran, Sharun Najem, Faisal Halim, Brendan Gan, Stuart Wilkin, Darren Lock, Lee Tak, Mukhari Ahmad, Safawi Rashid. Thái Lan: Phuthathat, Haiprakorn, Bumathan, Hemvibol, Krayson Adisak, Tirasin Danda, Bodin Phala, Sumania Purisi, Kaman, Ikanit Pania, Sufan Beret. Phong độ gần đây Malaysia vs Thái Lan. Cả Malaysia lẫn Thái Lan đều ít nhiều để lại phong độ ấn tượng trong các trận đấu ở vòng bảng. Sau tai nạn trên sân Mỹ Đình, Malaysia đã kịp thời chấn chỉnh lại đội hình. Trận thắng đậm đà và giòn giã trước Singapore như một minh chứng rõ nét cho sức mạnh của các cầu thủ Malaysia cũng như tại điều chỉnh sa bàn của ông Kim Pang-hon. Trong lúc đó, Thái Lan vẫn đang thể hiện hình ảnh của một nhà đương kim vô địch bằng chuỗi bất bại. Thầy trò của ông Mano Polking chỉ gặp chút ít khó khăn trong chuyến làm khách trên sân Indonesia. Nói một cách khác, phong độ của Malaysia và Thái Lan đang cao, hứa hẹn đem đến một trận cầu chất lượng. Một thống kê vô cùng thú vị là trong 6 lần đối đầu gần nhất, Thái Lan không thắng nổi Malaysia. Cụ thể là từ năm 2014 đến nay, Malaysia thắng 4 trận, hòa 2 trong 6 lần đối đầu với Thái Lan. Ở trận đấu gần nhất, Thái Lan đã nhận thất bại ngay trên sân nhà trước Malaysia ở King Cup 2022. Bóng đá Pool nhận định, cả Thái Lan lẫn Malaysia đều hướng đến lối đá mở nên trước tiên, đây là trận cầu đáng chờ đợi cho những ai yêu thích bóng đá tấn công. Thực tế ấy đã chứng minh khi Malaysia dù làm khách trước đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng nhưng ông Kim Pang-gon vẫn chọn lối đá đôi công với đội chủ nhà. Trong lúc đó, huấn luyện viên Mano Polking vẫn trung thành với triết lý bóng đá tấn công ở Thái Lan. Vị chiến lược gia người Đức này luôn quan niệm, tấn công là phương án phòng ngự hiệu quả nhất. Chính lối đá mở ấy nên khoảng trống trong đội hình của Malaysia và Thái Lan là khá rộng, đặc biệt là trong hệ thống phòng ngự. Màn trình diễn trước đội tuyển Việt Nam khi Malaysia phải vào lưới nhặt bóng 3 lần là minh chứng. Dù không thể ghi bàn nhưng Singapore cũng chiếm được khá nhiều khoảng trống ấy trong hệ thống phòng thủ của Malaysia để đe dọa thủ môn Hami. Trong lúc đó, Indonesia cũng khiến cho khán giả của Thái Lan nhiều phen khiếp vía khi các hậu vệ của Thái Lan thường xuyên dâng cao, tạo cơ hội tốt cho các chân sút nhà áp sát khung thành đội bóng xứ Chùa Vàng. Rất may cho Thái Lan là các tiền đạo của Indonesia không tận dụng thành công nên đội khách mới có thể gỡ hòa sau khi bị dẫn với cách biệt mong manh. Xét về lối chơi, cả Malaysia lẫn Thái Lan đều thể hiện các miếng đánh khá đa dạng khi kết hợp biên lẫn trung lộ khá hài hòa. Dù vậy, Malaysia thiên về sức mạnh nên tỏ ra nhanh nhẹn trong các pha đua tốc độ, nhất là sau những tình huống phất bóng dài. Lối đá của Thái Lan có phần khoa học hơn khi tổ chức lên bóng bài bản, luôn mang tính đột biến và tạo bất ngờ cao. Một vũ khí quan trọng nữa của đội bóng xứ Chùa Vàng là những quá sút xa khá uy lực. Nhìn một cách tổng thể, đây là trận đấu rất đáng được chờ đợi. Nhưng với lợi thế sân nhà cùng với lối đá kỳ dơ với Thái Lan, Malaysia có nhiều cơ hội để chiếm ưu thế sau trận bán kết lượt đi này. Bóng đá Pool dự đoán Malaysia vs Thái Lan 2-1.